Chào cả nhà, hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn biết đến một loại dược liệu giúp mình tiêu mỡ, giảm cân rất là tốt đối với những người đang có giai đoạn như là thừa cân này, béo phì này, gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Thì mình dùng cái loại thảo dược này cực kỳ tốt cho sức khỏe và giúp mình giảm cân an toàn nhé. Thành phần chính của một gói dược liệu tiêu mỡ giảm cân như thế này gồm có lá sen, chè vằn, giao cổ nam và một số loại thảo dược gia truyền đã được nêu vào trong cho nó được đầy đủ và để cho mình dùng hiệu quả. Về công dụng của nó thì nó sẽ giúp cho mình này có được cái vóc dáng này, được gọn gàng này, eo thon này, giúp giảm cân này, giảm mỡ máu này, mỡ trong gan này và điều trị cao huyết áp. Đối với người sử dụng á thì đối tượng sử dụng là những cái người mà thừa cân, béo phì, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Và trong quá trình sử dụng á thì các bạn nên kiêng cho mình thịt mỡ này, bia, rượu và lòng lợn. Cách sử dụng: một ngày mình dùng khoảng 100 g, các bạn rửa sạch và đun với 1,5 lít nước, đun sôi từ 10 đến 15 phút, các bạn tắt bếp để nguội uống trong ngày. Và điều lưu ý là các bạn không nên uống sau 6 giờ tối, tức là 18 giờ nha cả nhà. Để sử dụng hiệu quả thì các bạn nên sử dụng một liệu trình. Một liệu trình như thế này thì nó sẽ gồm 5 gói nha cả nhà. Thảo dược tiêu mỡ giảm cân được làm hoàn toàn bằng các loại thảo dược thiên nhiên tự nhiên nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng để có kết quả tốt và vừa tốt cho sức khỏe và giúp cho mình giảm cân nhanh chóng nha cả nhà. Các bạn có thể đặt mua hàng trực tiếp qua số điện thoại mình để ở bên trên hoặc là các bạn có thể mua hàng trên website thaoduocthanhphat.com. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.